Chào các bạn, ngày hôm nay chị sẽ chia sẻ về cái contactor. Thì contactor là cái thiết bị để mà đóng ngắt phụ tải, ví dụ như là đèn, quạt hoặc là động cơ 1 pha 3 pha. Thì cái loại contactor thì có hai loại mà chúng ta thường gặp, đó là 2.2 và 3.8. thì cái loại mình đang giới thiệu với các bạn đây là cái loại 2.2. Vì sao ta biết nó 2.2? Chúng ta sẽ nhìn vào cái cột của nó. Đây, người ta có ghi là 200 đến 220V, 50-60Hz. Thì chúng ta sẽ biết nó là cột 2.2. Còn nếu cột 3.8 thì nó sẽ ghi là 3.8, 50-60Hz. Contactor SB11 của hãng Sinlin. Đây là 11A các bạn. Sinlin nghĩa là 11A. Thì ở phía ngoài của một cái contactor nó sẽ bao gồm là những cái phần để mà chúng ta cố định contactor trên cái tủ điện. Chúng ta có thể là dùng ốc để cố định. Thì ở phía dưới này nó sẽ có thêm cái gạt để chúng ta có thể là gắn trực tiếp lên cái thanh ray của tủ điện, thì sẽ dễ dàng hơn khỏi dùng ốc. Các bạn lưu ý là đối với cái loại contactor nhỏ thì nó mới cái dòng nhỏ thì nó mới có thể là gắn lên thanh ray, còn nếu như mà cái contactor mà cái dòng lớn thì ốc trực tiếp lên cái tủ điện này. Thì ở đây sẽ có các tiếp điểm như là A1, A2. Thì hai tiếp điểm này chính là tiếp điểm cấp nguồn cho cái cuộn con, cho cái cuộn của contactor. Và có các tiếp điểm là 2, là 3, T1, T2, T3. Và đối với contactor này nó có thêm cái điểm NO, NO 13, 14. Thì ở bên ngoài thì nó như thế, mà ở bên trong của nó sẽ như thế nào thì tôi sẽ tháo cái contactor cho các bạn thấy ở phía trong nó sẽ cấu tạo như thế nào. Tôi có thể là tháo ra. Ta sẽ dễ dàng thấy được là nó có một cái lò xo. Phần mà cái phần trên này chúng ta có thể lấy ra luôn cũng được, nó có chốt gài trên đây. Ở đây thì mình khỏi cần lấy ra cho mình xem, chúng ta chỉ cần xem phần ở phía dưới thôi là chúng ta cũng biết rồi, ở trên nó cũng bị vậy. Thì dưới đây nó sẽ là cái cuộn, là cái cuộn của cái contactor. Ở trên cái cụ này đối với cái hãng Sinlin thì ta có ghi thêm là cái SB, là ngay chỗ này các bạn, SB11 dấu ngã SB21, thì có nghĩa là chúng ta sử dụng cái cụ hút này, cái cụ con này đối với cái contactor là từ SB11 đến SB21 luôn các bạn. Thì đây là cái lỗi từ. Thì ở phần trên nó cũng sẽ có một cái lỗ từ nữa, thì khi nó hoạt động nó sẽ hít cái lỗ từ lại với nhau, kéo cái phần tiếp điện mà thường mở và tiếp điện động lực của tiếp điện mở như này để cấp nguồn cho tải hoạt động. Chỉ đơn giản vậy thôi.
sẽ khóa lại. Phần NONC cho cái conductor qua cái ta sẽ dùng cái VOM. Ta sẽ đo tiệm 3 tiết kiệm động lực. 3 tiết kiệm động lực này sẽ là tiết kiệm lên. Đây là cái tiết điểm NC, tiết điểm NO không lên. Thì chúng ta sẽ đo hẻm là chúng ta sẽ dùng tay hoặc là cái kim lên là tốt. Tương tự đối với và cái tiết điểm thường mở sẽ là thường đóng. Ta sẽ đo thường đóng cái nhả conductor chúng ta đang cùng chúng ta sẽ nhả thì nó sẽ trở về không. Ok, và một cái điều cực kỳ quan trọng là chúng ta sẽ đo cái cồn của nó. Vì có đôi lúc thì những cái tiết điểm này nó hoạt động bình thường nhưng mà cái cồn đây nó bị hư rồi, không thể hoạt động. Đây cồn. Ok. Xe bên ngoài đó chính là cái việc ba tiếp kim động lực. Ba cái tiếp kim động lực này nó lấy từ CV xuống, CV xuống, đặc biệt là 3 pha. Và nếu mà chúng ta siết không chặt, khi conductor đóng thường xuyên, đóng ngắt thường xuyên là trái các tiết điểm này, hoặc ở phía sau ba tiết điểm này chúng ta nối với động cơ hay là rơ nhiệt để bảo vệ, thì cái ba tiết điểm này mà do đóng các thường xuyên thì nó cũng sinh ra tia lửa điện. Cho nên ba cái tiết điểm này mà chúng ta siết không chặt thì nó cũng ảnh hưởng hư ba tiết điểm. Một số trường hợp thì sẽ ra nhưng mà thường thì ít, và đặc biệt là cái cùng.
conductor nó bị kêu, thì có nghĩa là cái tiếp điểm này nó tiếp xúc không tốt, các tiếp điểm động lực này tiếp xúc không tốt, chúng ta sẽ tháo ra. Như nãy tôi đã tháo thì các bạn, chúng ta sẽ dùng giấy nhám, sẽ vệ sinh lại để giúp conductor này sẽ tiếp xúc tốt hơn, có thể sử dụng thêm một khoảng thời gian nữa. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã xem.